Y tế dự phòng cho biết, theo báo cáo của các địa phương, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 57.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 13 trường hợp tử vong. Số ca mắc và tử vong tuy giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng có xu hướng tăng trong các tuần gần đây. Cục Y tế dự phòng đề nghị Giám đốc Sở Y tế tập trung chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, nắm chắc các ổ dịch sốt xuất huyết hiện có và mới phát sinh, xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi phát hiện, không để dịch bùng phát lan rộng kéo dài. Cục Y tế dự phòng cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, đặc biệt tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời, đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới tránh tình trạng quá tải của bệnh viện.